Thưa quý vị, thưa các bạn, cạnh tranh quốc tế đang ngày càng gay gắt khiến hoạt động xuất khẩu luôn gặp khó khăn, thì thị trường nội địa trở thành mảnh đất tiềm năng cho doanh nghiệp. Việc chiếm lĩnh thị trường nội địa có nhiều lợi thế bởi doanh nghiệp dễ hiểu thị trường, tập quán, văn hóa tiêu dùng của người Việt, chi phí vận tải, phân phối, tiếp thị thấp. Tuy nhiên, những thế mạnh ấy dường như vẫn chưa được khai thác nhiều bởi hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa tuy được quan tâm nhưng hiệu quả lại chưa cao. Lâu nay, các doanh nghiệp trong nước vẫn tập trung ưu tiên phát triển thị trường xuất khẩu, ít quan tâm hoặc đầu tư dài hạn cho thị trường trong nước. Do đó, doanh thu từ thị trường nội địa của các doanh nghiệp thường kém hơn hẳn so với xuất khẩu. Từ nhiều năm nay, chính phủ các bộ ngành đã tổ chức nhiều diễn đàn, kêu gọi các doanh nghiệp bên cạnh việc mở rộng thị trường nước ngoài, cần phải tập trung cho thị trường nội địa. Song, có vẻ như các doanh nghiệp không mấy mặn mà. Bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng nhận rõ ra cái vị trí, vai trò rất quan trọng của thị trường trong nước. Và qua đó, các doanh nghiệp Việt Nam thấy rằng là gì? Trước khi mà xuất khẩu, trước khi mà chinh phục thị trường nước ngoài, thì trước hết phải chinh phục được thị trường trong nước gần 100 triệu dân. Và bản thân cái thị trường trong nước 100 triệu dân của chúng ta với cái nội nhu như vậy thì cũng góp phần vào cái việc tăng trưởng GDP cũng như là tăng trưởng cái sức mạnh của doanh nghiệp. Và qua cái cuộc vận động 10 năm thực hiện người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng thấy rõ hơn cái trách nhiệm phải xây dựng cho cái chất lượng hàng hóa của mình, mẫu mã sản phẩm cũng như là cái thương hiệu của hàng hóa của mình và kể cả những cái chất lượng dịch vụ kèm theo từ vấn đề bán hàng cho đến hậu mãi. Và đặc biệt là quan trọng hơn hết là phải xây dựng được cái hình ảnh thương hiệu cũng như chất lượng uy tín của mình, của sản phẩm của mình. Mỗi năm ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu mấy chục tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài, nhưng doanh thu thị trường nội địa vẫn còn khiêm tốn. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh trên thế giới diễn ra ngày càng gay gắt, đơn hàng sụt giảm thì thị trường nội địa với mức tiêu thụ tăng trung bình 10 đến 15% đang là mục tiêu được các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hướng tới. Có thể thấy những năm gần đây, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã chuyển hướng tích cực sang phát triển thị trường nội, đặc biệt là phân khúc quần áo đồng phục và bảo hộ lao động. Những doanh nghiệp tiên phong tìm hướng đi mới như May 10 với các dòng sản phẩm như Expert, Classic, Antinity, Roots hiện đã có mặt ở tất cả các kênh phân phối. Tổng công ty May 10 cũng là một cái doanh nghiệp mà xuất khẩu cho các cái nhà nhập khẩu lớn về thương hiệu thời trang của Mỹ, châu và Nhật Bản. Thì ngoài việc hưởng ứng các cái hoạt động do Bộ Công Thương, Sở Công Thương là đưa hàng Việt cũng như là đưa thương hiệu May 10 của chúng tôi phủ sóng tới tất cả các quận huyện của 63 tỉnh thành. Hiện nay chúng tôi luôn luôn đưa ra cái tiêu chí là đối với những hàng sản phẩm xuất khẩu trong nước là tiêu chuẩn quản lý chất lượng đã rất là cao rồi. Nhưng đối với người tiêu dùng trong nước thì chúng tôi đưa ra những cái tiêu chí kiểm soát chất lượng còn cao hơn những cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàng Việt Nam đang dần chiếm tỷ trọng cao trong đời sống tiêu dùng của người Việt. Điều này là động lực để các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện nay, Việt Nam thị trường sơn đang có khoảng 65% là doanh nghiệp nước ngoài và 35% là các doanh nghiệp Việt Nam. Có thể thấy khoảng cách giữa doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam trong lĩnh vực này là khá lớn. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp sơn Việt Nam không thua trên sân nhà? Để người Việt Nam tin dùng sơn Việt Nam là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp sơn trong nước. Với chiến lược phát triển chất lượng sản phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thị trường nội địa, công ty sơn APG đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano vào sản xuất sơn cùng với dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Các sản phẩm được người tiêu dùng sử dụng và đánh giá cao. Thị trường sơn Việt Nam, hiện tại Việt Nam thì có khoảng 600 doanh nghiệp sản xuất sơn, trong đó có khoảng 1.500 nhãn hàng. Thị trường sơn ở Việt Nam là một thị trường vô cùng lớn. Nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam là một nhu cầu rất là cao, là một doanh nghiệp đi sau. Chính vì vậy, chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường. Từ đó chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra một cái lối đi riêng dành cho doanh nghiệp của mình. Với cái sản phẩm sơn nano 8 sao thì hoàn toàn có thể chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó thì hiện tại chúng tôi đang xúc tiến rất là gấp rút cái việc mà đặt văn phòng đại diện ở các nước trong khu vực, ví dụ như Singapore, như Indonesia, Campuchia, như Lào, để chúng tôi có thể xuất khẩu được cái sản phẩm sơn của mình sang những nước trong khu vực. Khu vực phía Nam có các trung tâm thương mại lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ. Với vai trò đầu mối quan trọng trong việc kết nối phát triển thị trường trong và ngoài nước. Do đó, việc liên kết phát triển thương mại khu vực phía Nam
luôn được các cơ quan có liên quan chú trọng triển khai với bước đầu xây dựng nền tảng mạng lưới thương mại điện tử, hỗ trợ cho hàng hóa Việt giữ vững thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là một cái thị trường lớn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương nghiên cứu và phát cái tín hiệu thị trường, đưa ra các cái thông tin liên quan tới nhu cầu của thị trường, trong đó là người tiêu dùng thành phố cần những hàng hóa gì, chất lượng ra làm sao, sản lượng như thế nào, và thông tin về cho các địa phương sẽ thông tin lại cho doanh nghiệp, cho người nông dân để sản xuất theo cái tín hiệu đó. Để chinh phục những cơ hội và thách thức của năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển thương mại nội địa. Qua các chuỗi hoạt động của chương trình xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh được tạo điều kiện thuận lợi để khảo sát thị trường, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng của từng khu vực, vùng miền để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường, đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, triển khai đồng bộ các hoạt động, tạo sức lan tỏa, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng. Trong đó, ưu tiên các giải pháp nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân sang sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc xuất xứ.